phụ nữ bắp chân to thì cả đời hưởng phúc, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Đôi chân thon dài là mơ ước phần lớn của phụ nữ, nhưng nếu không may mắn sở hữu bắp chân to thì cũng đừng tự ti, bởi đó là quý tướng mà không phải ai cũng có phúc đức được hưởng. Nhân tướng học tiết lộ rằng hình dáng đôi chân không chỉ đơn giản quyết định tính thẩm mỹ về hình thể, mà phía trên một khía cạnh nào khác, nó còn nói lên nhiều điều về bản chất con người và những điều có thể xảy ra trong tương lai vận mệnh. Theo đó, các chuyên gia xem tướng đã nhận định rằng bắp chân to là dấu hiệu của những tướng mạo phụ nữ có phúc, có thể mang tới may mắn cho mình và người thân. Vậy cụ thể, những người có bắp chân to là những người như thế nào? Cuộc sống của họ sẽ gặp được những may mắn ra sao? Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. 1. Phụ nữ bắp chân to, sống bản lĩnh và lý trí. Nếu bạn gặp cô gái có bắp chân to và thấy không thích tính cách của cô ấy cho lắm, đừng vội quyết định rằng mình sẽ không tiếp xúc với cô ấy nữa. Một trong những nét tính cách nổi bật của phụ nữ bắp chân to là họ có phần sốc nổi, ruột để ngoài da. Đây là người thiếu kiểm soát cảm xúc, họ sẽ mất bình tĩnh khi có chuyện xảy ra, cũng không giỏi giữ được bí mật. Nói thẳng, nói thật mà thiếu khéo léo nên dễ khiến người khác mất lòng. Tuy nhiên, đó chỉ là khi ta gặp họ lần đầu và chưa hiểu rõ về con người của cô gái này. Nếu được cô ấy đem lòng thương yêu và lấy làm chồng thì bạn quả thực là người rất có phúc phận. Bởi cô gái này tuy thiếu khéo léo khi ăn nói, nhưng thực tâm, thực bụng, họ là người tốt tính, luôn lo lắng suy nghĩ cho người khác, đôi khi còn vì người khác mà tổn hại đến lợi ích của bản thân. Sâu bên trong con người họ là sự lý trí và quyết đoán. Như những bông hoa hồng thép, họ có bản lĩnh và ý chí kiên cường. Những chuyện bất ngờ xảy ra chỉ khiến họ mất bình tĩnh ban đầu. Sau đó, họ sẽ tự trấn an bản thân và chiến đấu bằng hết sức lực mình có. Thế nên, cô gái này là người có thể cùng bạn chung hoạn nạn, không vì thấy bạn đời khó khăn mà từ bỏ để tìm nơi an nhàn, hưởng lạc. Một điểm nổi bật ở phụ nữ có bắp chân to là họ có sự tự tin và sáng suốt đáng ngưỡng mộ. Với quyết đoán và có con mắt thẩm mỹ cao, người đàn ông mà họ chọn không bao giờ là người tầm thường. Khi có cảm tình với ai, họ không giáo giết theo đuổi mà biết cách nắm chặt rồi buông lơi để người đàn ông thấy hứng thú và quyết tâm hơn trong chuyện tình. Phụ nữ sở hữu nét tướng này sẽ cố gắng để tình cảm phát triển tự nhiên chứ không cưỡng ép. Không phải là người phụ nữ dịu dàng, nhưng khi yêu, họ cũng trở nên mềm mại, có khi còn biết làm nũng rất đáng yêu, khiến cho không người đàn ông nào có thể từ chối được mong muốn của họ. 2. Phụ nữ có bắp chân to, may mắn, tài lộc dồi dào. Theo nhân tướng học, phụ nữ con đường sự nghiệp của người sở hữu nét tướng này khá hanh thông, họ dễ dàng thành công và tạo dựng được vị trí của mình. Tuy nhiên, để có được điều này, họ cũng cần phải trải qua nhiều thử thách. Thời trẻ mới vào đời cũng lận đận ngược xuôi, dù chăm chỉ cố gắng nhưng thành quả lại bị người khác lấy mất. Tính cách mạnh mẽ và quyết liệt giúp họ chống đỡ được những thất bại gặp phải lúc đầu đời, cũng vượt qua được những khó khăn, trắc trở do bị tiểu nhân hãm hại. Theo đó, cô gái có bắp chân to từ tuổi 30 năm trở đi sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp phát triển, tài lộc dồi dào. Đường tài lộc rộng mở hiếm thấy, cô gái này dù xuất thân nghèo khó thì bằng ý chí và sự may mắn có được cũng sẽ nhanh chóng đổi đời, kiếm nhiều tiền, giàu có là chuyện đương nhiên. Một điều cần nhắc nhở chủ nhân của nét tướng này đó là chuyện tình cảm nên mềm mỏng hơn, tinh tế hơn để không khiến mối quan hệ xảy ra rạn nứt, vợ chồng bất hòa. Nhưng nói chung thì họ là những người thông minh và biết suy nghĩ, luôn lo lắng cho người khác, lại biết quản lý tiền bạc nên cuộc sống gia đình vẫn ấm êm. Cô gái có bắp chân to sẽ được gả vào nhà giàu có, con cái sau này lớn lên cũng giỏi giang không kém. Người chồng mà họ gửi gắm tình cảm cũng là người tài giỏi, thành công trong sự nghiệp. 3. Phụ nữ có bắp chân to mà lại phúc khí cho chồng con.
Bắp chân to ở phố nữ là tướng vượng phu ích tử, có thể nói họ sẽ là người mang đến may mắn cho chồng mình. Nếu không thể giúp đỡ bằng chính sức mình thì họ cũng sẽ có cách khác để giúp chồng thành công hơn trong sự nghiệp, chuyện làm ăn càng ngày càng phát đạt, phú quý lâu bền. Tài lộc của gia đình sẽ ngày càng nhiều, hai bên cha mẹ sẽ nhờ thế mà được hưởng phúc. Cuộc sống gia đình của người phụ nữ sở hữu nét tướng này thường rất hạnh phúc, đầm ấm. Họ mang lại cảm giác dễ chịu và an tâm cho người thân của mình, khiến cho căn nhà trở thành nơi trú ngụ an toàn giữa sóng gió cuộc đời. Con cái ngoan ngoãn được cha mẹ dạy dỗ tử tế nên người, sống hướng thiện, biết cảm thông và chia sẻ với mọi người, lớn lên giỏi giang, thành đạt, khiến cho cha mẹ không khỏi tự hào. Quý vị thân mến, có thể nói đối với chị em phụ nữ, bắp chân to hiện nay đang khiến các chị em cảm thấy tự ti. Tuy nhiên, đây là một nét tướng phú quý của người phụ nữ, có thể đem đến sự giàu sang, phú quý. Vậy nên, hãy cân nhắc thật kỹ nếu có quyết định sửa đổi. Ngoài bắp chân, nhân tướng học còn chỉ ra rằng một số bộ phận ở phụ nữ càng to càng tốt, càng to lại càng đem lại phúc quý về sau. Vậy đó là những bộ phận nào và đó đem lại điều gì tốt đẹp? Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong nội dung tiếp theo. 1. Tay to thì tài lộc đầy nhà. Xem tướng bàn tay, người có đôi tay to thường có tấm lòng khoan dung độ lượng, là người nhân hậu hiếm có trên đời. Họ chẳng bao giờ vụ lợi mà luôn khiêm nhường. Nhờ thế mà đường nhân duyên rất tốt, được quý nhân tương trợ trên con đường tài lộc. Đôi bàn tay to chẳng những có thể hút tài mà còn có thể tụ tài. Tiền tài kiếm được không phải là chuyện quá khó khăn. Cũng biết cách quản lý tài chính nên hiếm khi lâm vào cảnh túng thiếu. Có thể nói, đa phần người có đôi bàn tay to thường là tướng người giàu có, sung túc. Tài sản mà họ có được đều là nhờ công sức bỏ ra từng chút một tích góp lại mỗi ngày. Họ chẳng ngại khó, ngại khổ, tuy không phải chịu cực nhọc vô vàn, nhưng cũng phải bỏ công, bỏ của, kiên trì vững bước thì mới có được thành công. Nữ giới có đôi tay to là nội tướng trong nhà, quan xuyến mọi chuyện trong gia đình, vun vén chăm lo đời sống tinh thần và kinh tế. Trong nhà không bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu nhọc nhằn. 2. Miệng rộng thì giàu sang, phú quý. Các cụ ta có câu, đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang, cửa nhà. Nhưng đó chỉ là cách nói vui, châm biếm, thói, buôn chuyện, lê la đôi mách của người phụ nữ. Kỳ thực thì theo quan điểm nhân tướng học, người phụ nữ có khuôn miệng rộng là tướng đại phú, đại quý, tiền bạc tự tìm đến, chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Miệng rộng cũng giống như cửa nhà kho lớn, tài lộc ào ào đổ về, không có gì cản trở. Người có tướng như vậy thường giỏi xã giao, có duyên ăn nói, cũng biết nắm bắt thời cơ, tinh tế đánh trúng tâm lý của người đối diện. Chỉ qua một cuộc nói chuyện mà có thể nhìn ra được huyền cơ ẩn chứa phía sau. Xem tướng khuôn mặt, khuôn miệng rộng mang lại cho họ những điều cát lành, khó ai sánh nổi, tiền tài cứ thế tự nhiên mà chảy về túi. Tướng người giàu có chính là đây, thấy ai miệng rộng thì đừng chê bai. 3. Chân to thì tài vận vững vàng. Những người phụ nữ có đôi chân to, bàn chân lớn, tính cách thường trầm ổn, sống thực tế, không phù phiếm xa hoa. Họ không thích nịnh bợ người khác để lấy lợi cho mình. Những người này rất quyết đoán trong mọi chuyện, cũng rất hiệp nghĩa, hay giúp đỡ mọi người, lại luôn lấy chữ tín làm đầu nên họ được nhiều người yêu mến và tin tưởng. Vận quý nhân cũng hưng vượng vô cùng. Những người như vậy thì có bao giờ vận khí sa sút được. Chẳng cần nói, cũng biết tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào. Tuy thời tuổi trẻ, họ phải chịu nhiều vất vả trong cuộc sống, do vận số phải thế, chứ không phải bản thân họ không có tài năng. Song những kinh nghiệm xương máu tích lũy được trong quãng thời gian ấy là vô cùng quý báu, cho họ những bài học không gì có thể đánh đổi. Nhờ thế mà trung vận chính là thời điểm mà người này chuyển mình mạnh mẽ, một tay gây dựng cơ đồ, khiến cho bao người trước đây từng coi thường họ phải ngưỡng ngàng. Với chí hướng cao xa, tham vọng lớn, người có chân to dùng chính tài năng và bản lĩnh của mình sẽ trở thành người giàu sang, phú quý. Giàu sang nhưng họ không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ tính hồn hậu, chất phác, hay làm, cũng thương người, quý người, thấy ai khốn khó, họ sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ. Càng chẳng nói đến những người có ơn với mình, họ càng biết ơn mà báo đáp vô cùng hậu hĩnh. Sởi lời trời cho, bo bo trời phạt, sự phóng khoáng mang lại cho họ thêm càng nhiều cơ may về tài lộc, tiền bạc, đầy nhà. 4. Mũi to. Theo nhân tướng học, mũi là cung tiền tài liên quan đến tài lộc của một người. Những người có mũi đầy đặn, phát triển cả về chiều cao và bề rộng của tướng mũi phú quý.
họ có sự khéo léo, nắm bắt được những mối quan hệ tốt, giúp ích cho con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống sau này. Những người này sinh ra vốn thông minh, có tài lãnh đạo, họ dễ gặt hái được thành công và có cuộc sống vương giả. Xét theo phương diện khoa học, đầu mũi to thường tốt cho sức khỏe, bởi dáng mũi này có khả năng chống vi khuẩn xâm nhập tốt. 5. Vòng ba to. Phụ nữ sở hữu vòng ba to thường thu hút người khác phái vì đặc điểm này thường được cho là bằng chứng của khả năng làm mẹ hoàn hảo. Còn trên phương diện nhân tướng học, người phụ nữ sở hữu vòng ba đầy đặn được cho là người có tính tình hào phóng, tài vận tốt. Họ biết kiếm tiền và tiết kiệm tốt. Không những thế, người phụ nữ này còn có thể mang lại vận may đến cho gia đình là hậu phương vững chắc. Còn khoa học giải thích rằng, những người phụ nữ có vòng ba to thường có hàm lượng cholesterol xấu trong cơ thể thấp hơn so với người khác, đồng nghĩa với việc tỷ lệ xơ cứng mạch máu não thấp hơn. Không những thế, lớp mỡ dưới hông còn có tác dụng ngăn ngừa tăng nghẽn động mạch. 6. Bụng to, da bụng dày. Theo nhân tướng học, bụng sẽ xuống phía dưới, da bụng dày là tướng của túi đựng tiền, không phải ai cũng sở hữu quý tướng này. Người có tướng bụng như vậy thường sớm gặp vận may, đổi đời, phân lên khi gặp đúng thời, hậu vận sung sướng, được hưởng lộc con cháu. Ngược lại, những người bụng xẹp lép, tướng người hom hem được cho là tướng không sung sướng, luôn phải lo nghĩ về tiền bạc. Bụng hướng lên trên, da bụng mỏng là tướng khó phú quý, ít được hưởng giàu sang. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.